Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bản điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2021 và bây giờ thì cũng là hơn 9 rưỡi tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi live stream ngày hôm nay là chiếc sản phẩm là Oppo A31 các bạn nhé. Con Oppo A31 này thì là đây, ngoại hình như con máy này thì máy còn 90% trên 90%. Đấy, máy màu xanh trắng này, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, mặt lưng kiểu khách dùng ốp nó hơi phải phẩy theo bụi, theo ốp, theo thời gian thôi. Đấy, mặt lưng tính trong một ốp. Thì là cấu hình con Oppo gì nhở, con Oppo A31 này, con này là RAM, con này là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình tràn viền. Màn hình con này là màn hình tràn viền 6,5 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đấy. Đây. Thiết kế con Oppo A31 này là 1, 2, 3 camera và một đèn flash. Nói chung là bọn Oppo đây dùng các bạn dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Con Oppo A31 này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.700.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000 đấy ạ. Con Oppo A31 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A31 này, các bạn nhà hàng được sớm nhất, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Nếu mà Zalo mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua bên mình. Ví dụ bên mình còn máy thì mình bảo các bạn là còn máy các bạn nào hết rồi thì mình sẽ bảo các bạn hết rồi. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k, tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đầu mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng bạn nhé. Oppo A31 là con này là 2.700.000 cho các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Redmi K12 Pro, K30 Pro, con này 5G nhé. Đây. Đây con này là Redmi K30 5G này. Đấy, K30 5G. Con này là dòng máy này là hỗ trợ 5G các bạn nhé. Nhưng mà 5G hỗ trợ 5G nhưng mà ở Việt Nam mình ấy thì là chưa có 5G nhé. Nên các bạn vẫn chỉ được dùng 4G thôi. Lúc nào mà các bạn mua con này thì không bao giờ lỗi thời. Ví dụ mà Việt Nam mà có 5G ấy, thì các bạn sẽ được dùng 5G luôn các bạn nhé. Con K gì nhỉ? Con K30 K30 5G này thì bên mình là phiên bản của nó RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Đấy, các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà nó nhanh lắm, nó như kiểu là iPhone X ấy. Các bạn đây nó vuốt vuốt kiểu này. Đấy, cái giao diện nó như kiểu iPhone X luôn. Các bạn vào đây nhá, rất là nhanh nhá, rất là hay. Nó có tab kiểu vuốt vuốt lên này. Đấy, rất là hay, nhanh lắm. Camera của nó là camera kép này. Camera trước của nó là camera kép. Đấy, camera sau rất là sắc nét nhá. Đây, camera trước thì là gì nhỉ? Camera kép nhá. Đấy các bạn, đây. Camera kép chắc còn một bên chỉ là lấy nét thôi, nhưng mà một bên thì là chụp hình được. Đấy. Hai camera trước nhá, cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét nhá, selfie tuyệt vời luôn. Thì là ngoại hình con này, con K30 5G này thì ngoại hình con này cũng rất là ok. Khách dùng ốp rất là giữ ốp chắc thế. Ôi dồi ôi, con này thì hôm nay mình gặp được tiền. Đây ạ, 1, 2, 3, 4 camera. Đấy, thiết kế rất là buồn cười. Đấy, 5G này. Ngoại hình máy còn 90 trên 90%. Con K30 này thì là phiên bản của nó là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Rất nhiều khi mình đang dùng iPhone nó ra con này nó hơi là lạ một tí. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6, gì nhỉ? Con này là màn hình của nó 6,67 inch. Pin con này là pin 4500 các bạn nhé. Con K30 5G này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.800.000 luôn cho bạn. Đấy. Máy rất là đẹp nhá. Đấy, 3.800.000. Các bạn mua những con này thì không bao giờ lỗi thời các bạn nhá. Sẽ có 5G, Việt Nam mà có 5G thì các bạn chỉ việc dùng 5G luôn. Đây. Dùng rất là nhanh mà cảm giác nhanh lắm. Công nhận mà giá chỉ với giá 3.800.000 thôi, rất là rẻ. Đây, quả táp này, thông báo này. Nói chung là RAM 6 bộ nhớ 128GB các bạn thì tha hồ lưu trữ luôn. Nhanh mượt lắm, nó như kiểu iPhone X luôn ấy. Nó như vứt như kiểu iPhone, còn iPhone của mình này cũng vuốt vuốt kiểu đấy. Đấy. Đấy, nó như kiểu iPhone vuốt 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 kiểu này. Đấy, đấy. Con này nó cũng thế, làm như kiểu iPhone các bạn nhá. Nó chỉ với giá là 3.800.000 cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm con K30 này các bạn nhà hàng liền sớm nhất nhá.
3.800.000 cho bạn nhé. Này vừa thâu quẩy khoách xong. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung A30s đây ạ. Hôm nay nhà mình về được con này là Samsung A30s nhé. Đây, Samsung A30s, con này là phiên bản của nó là RAM 4GB. RAM 4GB, con này là RAM 4GB nhé. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Samsung A30s này, con này là bản công ty nhé. Bản công ty, hai SIM hai sóng, màn hình con này là màn hình của nó tràn viền 6.4 inch. Màn hình được cái màn hình con này là màn hình AMOLED nhá, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Con Samsung A30s này thì là gì nhỉ? Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Con Samsung A30s này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.200.000. Tình trạng con này thì là vân tay của nó là nó vân tay ở màn hình của nó là hơi kém một chút nhé. Vân tay của nó thì hơi kém một chút thôi. Nhưng mà con này thì bên mình gì nhỉ? Này vân tay kém, con này là vân tay kém các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.200.000 các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30s này các bạn nhé, hàng thì sớm nhất, ngoại hình thì máy còn độ 90%. Mặt lưng thì có hơi phải theo thời gian các bạn nhé. Đấy, ba camera, các bạn dùng con A30s rất là thích. Màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời và rất là sắc nét các bạn nhá. 2.200.000 cho bạn nhé. Đây. Và đây là S8 này, S8 này nhà mình lại vừa về con S8 này. Con S8 này, con này là bản Hàn, hai SIM hai sóng. Màn hình con S8 này thì màn hình của nó là tràn viền. Màn hình con này là tràn viền là 5.8 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Con Samsung S8 này thì là ngoại hình máy bên mình thì máy còn 90. Đấy, máy còn 90, trên 90%. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Máy con này thì là màn hình đẹp keng nhá. Con S8 bên mình thì màn hình đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, con này thì bên mình đang bán với giá là 3.500.000 các bạn nhá. 3.500.000 chứ sản phẩm là Samsung S8 đấy nhá. Máy ngoại hình rất là đẹp các bạn nhá. 3.500.000 cho bạn con S8 đấy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này nhỏ gọn này các bạn nhé, nhà mình sớm nhất nhé, chỉ với giá là 3.500.000 thôi các bạn nhé, rất là sướng ạ. Đây lót 9 nay nhà mình lại về rất nhiều các bạn nhé. Lót 9 nay nhà mình lại về được tiếp tục là 3 cây các bạn nhé. Đấy, lót 9 hôm nay là bên em lại về là 3 cây các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình về được 3 cây này. Một cây là một cây màu gì nhỉ, màu cà phê nhé. Đây là một màu cà phê này, và con này là con bạc titan nhé, và con này là con màu đen các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình về là 3 cây lót 8 này, một cây là màu đen này. Đây, đen. Ngoại hình thì máy còn độ 90%. Đấy. Con màu titan cũng thế, máy còn 90%. Và con màu cà phê cũng thế các bạn nhé. Máy thì còn 90%. Máy cũ rồi thì lướt rồi thì mình chỉ khẳng định các bạn là 90%, các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm Samsung lót 9 này thì là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, ngày xưa nó là siêu phẩm mà. Siêu phẩm của nó là hơn 20 triệu, gần 30 triệu. Đấy. Nhưng bây giờ chỉ giá rất là rẻ thôi. Đấy. Đây màn hình đẹp keng luôn. Không ám màu hay không lưu ảnh gì, màn hình 2K các bạn xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Đây, lót 9 có hỗ trợ là cái bút này. Đấy, các bạn chỉ bấm bút là sẽ chụp ảnh đấy nhá. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, điều khiển bút sen này. Đấy, các bạn chỉ bắt đầu thôi. Đây, các bạn chỉ bấm nút đây. Các bạn bấm bút thôi là chụp ảnh. Đấy, các bạn bấm bút lót 9 là chụp ảnh thôi. Đấy, lót 9 rất hay ở cái lót 9 ở chỗ đấy các bạn nhá. Mà lót 9 thì là cấu hình bên mình thì lót 9 cấu hình mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhá. Đấy, cấu hình của nó là bên mình còn là RAM, con này là bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhá. Đấy, lót 9 bên mình thì là bộ nhớ trong là 128GB. RAM con này là RAM gì nhờ, sao 6GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của lót 9 bên mình thì màn hình đẹp keng nhé. Không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy. À, tất cả là ba con này nhà mình đều là bản Hàn, hai SIM hai sóng. Đấy, bạn nào thích phong thủy màu cà phê, màu nâu này, hoặc màu đen này, hoặc là màu titan này thì các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhé. Bọn này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 6 triệu đồng thôi. Đấy, chỉ với giá là 6 triệu đồng thôi. Các bạn đã sở hữu là sản phẩm là Samsung Note 9 phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Nói chung là 128GB các bạn dùng phê lòi luôn. Không bao giờ lo đầy bộ nhớ các bạn nhá. Đấy, Note 9 nhá. Đấy, Note 9 chỉ với giá là gì nhỉ? Note 9 chỉ với giá là gì nhỉ? 6 triệu đồng các bạn nhá. Đấy. Tất cả ba con này nhà mình màn hình tất cả đều đẹp keng nhé. Không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy. Này, toàn màn hình đẹp nhá, toàn màn hình sáng đẹp luôn. Bạn nào hợp màu nào thì các bạn nhớ thì hàng mình sớm nhất nhá. Đấy.
giá cực kỳ là giá ưu đãi nhất cho bạn. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Đấy, màu cà phê đen này, màu cà phê này, các bạn hàng sớm nhất nhé. Và điện thoại giá rẻ thì hôm nay nhà mình về được, hôm nay nhà mình vừa thâu lại được hai con nhé, hai con Samsung J7 Pro. Đấy, hai con Samsung J7 Pro. Con này thì là khách hôm nay mình vừa mới thâu lại được hai con này. Khách thì đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình vừa mới thâu lại được hai con này xong. Hai con Samsung J7 Pro, khách đã thay màn OLED một lần rồi. Bên mình đang bảo nhá, giá là 1,4 triệu các bạn nhé. Samsung J7 Pro thì mình sẽ nói sơ cua qua. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. 5,5 inch. Đấy. Pin là pin 3K6, các bạn dùng cực kỳ là ok. Giá chỉ với giá là 1,4 triệu thôi. Con màu gold đen này, con màu gold đen này là 1,4 triệu các bạn nhé. Và con màu đen này thì là 1,4 triệu các bạn nhé. Đấy. Tất cả là khách đã thay màn OLED rồi, nhưng các bạn dùng rất là sướng thôi. 1,4 triệu cho các bạn nhé. Đấy, J7 Pro các bạn dùng rất là ok luôn. 1,4 triệu cho các bạn nhé. Đấy, nhà mình có hai con, một con màu đen, một gold nhé các bạn nhé. Đây, và đây thì nhà mình hôm nay có một mẫu giá rẻ này, con Oppo A37 này. A37 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, A37 này thì là gì nhỉ? Oppo A37 này thì con này là 900 thôi các bạn nhé. Đây, 900 thôi. Con này thì hình thức còn rất là ok. Mặt sau khách vẫn còn dán ni lông các bạn nhé. Đây, đây, mình bóc ra rất là mới luôn này. Oppo A37 này RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Các bạn dùng con này rất là ok luôn, 900.000 thôi. Đấy, bóc ra rất là mới luôn này. Đấy, mình bóc ni lông ra rất là mới luôn. Đây, con Oppo A37 này 900k cho các bạn nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy, các bạn nào thích Oppo A37 này thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Oppo A37 này. Đấy, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Chỉ với giá là gì nhỉ? 900k cho các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là Redmi 5 Plus này, con này là Redmi 5 Plus rồi phải. Đây, hôm nay mình vừa con này. Ở Redmi 5 Plus con này là phiên bản của nó là RAM 4GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, Redmi 5 Plus này thì là ngoại hình cái máy con này thì là độ 85% nhá. Vỏ thì hơi xấu xấu theo thời gian, ở đây thì nó hơi bị móp móp một tí thôi, lõm một tí thôi. Con Redmi 5 Plus này thì mình sẽ cũng thanh lý cho bạn với giá là 1,4 triệu thôi các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB, được cái nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, các bạn dùng hai SIM hai sóng thì các bạn dùng làm máy phụ nghe gọi hay là chơi game, mi chơi game tuyệt vời các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý gọi giá là 1,4 triệu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm con Redmi 5 Plus này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhé, 1,4 triệu cho các bạn nhé. Đấy, năm 2021 chỉ với giá là 1,4 triệu thôi. Các bạn có sở hữu cấu hình là RAM gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB rồi, rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có về được mấy mẫu giá rẻ để các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, bên mình thì cũng xin dừng clip ở đây. Chúc các bạn đang xem video mình một tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.